Đầu tiên, Kim Ngọc xin phép thay mặt đội văn nghệ công ty cổ phần CNG Việt Nam xin gửi tới quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với hội diễn BV Gas 2020 ngày hôm nay, đội văn nghệ công ty cổ phần CNG Việt Nam xin gửi tới chương trình nghệ thuật với chủ đề BV Gas gắn kết yêu thương, vươn tầm khát vọng với 4 tiết mục. Và sau đây, chương trình xin được phép bắt đầu. Đã rất đỗi thiêng liêng và cao cả, là gốc rễ, là nguồn cội cho sự hình thành và phát triển của con người. Mẹ không chỉ là bóng dáng tần tào sớm hôm, mẹ chính là đất mẹ, là biển lớn thiêng liêng, mang trong mình sứ mệnh cao cả, hình thành nên sự sống trên trái đất này. Nhờ người mẹ tần tảo, nhờ đất mẹ anh hùng mới có những người con kiên cường, mới có BV Gas của ngày hôm nay. Những điều vĩ đại luôn được tạo nên từ những điều đơn giản nhất, như mọi nhánh sông đều xuôi về biển cả. Ooh.
Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí đã được hình thành từ đầu những năm 90, theo lời hiệu triệu của đất nước và từ chính trái tim, mang theo khát vọng cống hiến cùng với bàn tay, khối óc, những con người dầu khí đã lên đường, đặt nền móng xây dựng nên ngành công nghiệp mới. Tiếp nối hành trình đầy khát khao và vĩ đại ấy, người lao động PVGas vẫn luôn hăng say, cống hiến và nỗ lực hết mình, mang nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên, phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đất nước. Thank you.
người thôi. Nó nghe nè, từ nay tới bữa diễn á, bà nhớ giảm cân nha, chứ bà nặng quá bơi sao nổi. Ui da, công nhận nha, mọi hôm mình làm việc bao nhiêu cũng không thấy mệt, mà hôm nay tập múa có mấy phút mà mệt muốn đứt hơi luôn à. Đúng rồi đó. Thôi, anh em mình cố gắng. Lần này 30 năm thành lập tổng công ty, CG chúng ta phải có một tiết mục thật là ấn tượng. Nhất trí không? Nhất trí. Rồi, giờ anh em nghỉ ngơi, một tiếng nữa mình vào ca nha. Dạ. Nhớ là ngày mai đi tập văn nghệ đầy đủ đó. Ơ, sao không vào nghỉ đi? Đứng đây làm gì? Tuấn, chiều giờ anh ăn gì chưa? Chưa. Nè anh ăn đi. Gì đấy? Quà quê đó, chúc anh ngon miệng nha. Cái thằng này. Ủa, thơm quá. Xôi xéo. Đúng rồi, đúng là cái hương vị ngày xưa mẹ hay nấu cho mình ăn. Nếp thì dẻo, đậu xanh thì bùi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ. Mẹ. Ừ, cái thằng này, hôm nay làm sao thế hả con? Dạ, không sao. Cái này về đấy con. Ừ. Mẹ đã đấy. Ủa, mà mẹ đang làm gì vậy mẹ? Chà, bố anh đi lâu quá rồi quên à. Mẹ đã nếp để nấu xôi cho anh đấy. Mà sao lâu rồi anh không về thăm mẹ? Hay là anh lại quên tôi rồi đấy? Mẹ à, mẹ thông cảm cho con. Thời gian gần đây công việc của con bận quá, với lại dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi nữa, nên con không về thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ bỏ qua cho con nha. Mẹ nói là nói thế thôi, chứ mẹ biết anh nhiều việc mà. Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Mà nhớ, đi đâu là phải đeo khẩu trang đấy. Bây giờ dịch bệnh đang nguy hiểm lắm đấy con nhé. Dạ, con biết rồi mẹ. Mà mẹ cũng vậy nha. Mẹ có khỏe thì con mới an tâm công tác được nha mẹ. Anh muốn mẹ khỏe thì anh phải kiếm ngay một cô con dâu về cho mẹ. Chắc chắn rồi mẹ. Khi nào? Hả? Hả? Dạ Tết này. Tết nhá. Dạ. Anh hứa rồi đấy nhá. Dạ con hứa mà. À mẹ. Sao? Mẹ hát ru con nghe nha. Sao lại hát ru? Đi mà lớn mẹ. Lớn rồi ai còn hát ru nữa. Đi mà, lâu rồi. Ui, con được nghe mẹ hát. Đi mẹ. Đi. Thôi được rồi. Một lần này thôi đấy nhá. Con cảm ơn mẹ. Bay ra cánh đồng. À ơi,
Mẹ, ủa sao tự nhiên cúp điện vậy? Bình tĩnh, chạm mình xảy ra sự cố rồi, tủ điện phân phối bị chập, thằng Sơn còn kẹt trong đó kìa. Giờ xử lý sao anh? Minh, em báo động khẩn cấp, báo con sếp yêu cầu hỗ trợ. Hưng, mau vào trong. Dạ. Có biết là em lo cho anh lắm không? Nhận được tin anh bị thương, em vội vào viện, chạy khắp nơi tìm anh. Lỡ anh có chuyện gì thì em... Anh không sao đâu mà. Anh không sao thì em yên tâm rồi. Em cũng xin lỗi anh vì đã không hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Sau này em sẽ không như thế nữa. Lãng mạn quá nha. Dạ, em chào sếp ạ. Vết thương của em thế nào rồi? Dạ, cảm ơn sếp, em không sao rồi ạ. Thế còn cậu Sơn thì sao? Dạ, Sơn cũng đang làm thủ tục xuất viện. Vậy là tốt rồi. Qua sự việc vừa rồi, anh rất hoan nghênh tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng và khả năng xử lý nhanh nhạy của các em, đặc biệt là Tuấn. Như mọi người đã biết, đặc thù của ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chính vì vậy, vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta phải tuân thủ quy trình làm việc, trau dồi kiến thức chuyên môn để tự tin xử lý trong các tình huống khẩn cấp. Vì an toàn là một trong những giá trị cốt lõi của VVGAT chúng ta. Anh mong rằng trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vì một mục tiêu chung. Đặt lợi ích của công ty lên trên hết, thì mọi khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua. Dạ sếp. Tuấn này, anh có một điều bất ngờ dành cho em. Em đoán xem đó là gì nhá. Dạ bác, bác thấy con à? Cháu cứ để bác, cứ để bác. Con... Mẹ! Có sao không con? Nghe các chú báo tin mà mẹ lo lắng quá. Con không sao. Mà sao mẹ lên được đây? Thì nhờ sếp của con đón mẹ từ về quê lên để thăm con đấy. Em cảm ơn sếp ạ. Không có gì em. Anh nghĩ là đôi khi chúng ta bộn bề mải mê với công việc mà quên đi mất rằng có một nơi luôn trông mong chúng ta trở về, đó chính là gia đình. Vì vậy, hãy dành cho gia đình của mình sự yêu thương, chia sẻ và quan tâm nhiều nhất khi còn có thể em nhé. Dạ sếp. À mẹ, con có một người để muốn giới thiệu với mẹ. Mẹ đợi con tí. Dạ, con chào bác. Dạ, giới thiệu với mẹ, đây là Linh, con dâu tương lai của mẹ. Con dâu tương lai? Dạ. Trời ơi, con dâu tương lai? Dạ. Trời ơi, xinh đáo để xinh như mẹ ngày xưa ấy con ạ. Trời ơi, xoay một vòng mẹ xem nào. Trời ơi, mắn mẻ lắm này. Mẹ là mẹ chịu nhá. À mẹ, lần này á công ty tụi con chuẩn bị diễn văn nghệ để chào mừng 30 năm thành lập tổng công ty. Mẹ ở lại xem tụi con diễn văn nghệ nha. Diễn văn nghệ à? Dạ. Ôi, mẹ thích văn nghệ lắm con ạ. Thôi, bây giờ chúng ta về chuẩn bị hội diễn thôi. Dạ. Mọi người cho em với. Đi thôi. 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của PVGAS.
đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm cao cả. Trong quá trình hình thành và phát triển, PVCast nói chung và CNG Việt Nam nói riêng luôn lưu giữ và phát huy những dấu ấn đáng quý từ các thế hệ người lao động đi trước. PVCast ngày hôm nay tự tin bước đến tương lai với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Một thương hiệu hết lòng, hết sức, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn của một trong những cánh chim đầu đàn trong đại gia đình tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Việt Nam vinh quang, anh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người Việt Nam. Ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp lên năm tháng. Bước theo đảng thì chúng trong trắng, dẫu con đường còn qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Tiến bước theo đàn đường đi thanh thang, thẳng tới chân trời vinh quang và chiến thắng. Giải thoát vô sản tình yêu bao la, cùng quốc tế ca vang mãi trong tim ta. Đời ơi Việt Nam, ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng, chủ nghĩa xã hội đẹp đẽ năm tháng. Bước theo đàn thì chúng trong trắng, dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi. Có khi về biển sáng đêm đêm, có đàn về đồng lúa xanh đêm. PVGas tình yêu tôi hát, tình yêu tôi hát. PVGas tự hào dòng nghĩa Việt Nam. PVGas năng lượng cuộc sống. PVGas tự hào dòng khí Việt Nam. PVGas anh cũng cho mọi gia đình. PVGas tự hào dòng khí Việt Nam. PVGas năng lượng cuộc sống. PVGas tự hào dòng khí Việt Nam. PVGas hạnh phúc cho mọi gia đình. PVGas hạnh phúc cho mọi gia đình. PVGas hạnh phúc cho mọi gia đình. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của công ty cổ phần CNG Việt Nam xin khép lại tại đây. Chúc hội diễn PVGas 2020 thành công rực rỡ. Chúc PVGas tuổi 30 căng tràn sức sống, gắn kết yêu thương, vươn tầm khát vọng.